Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em đang có mặt tại đền Bà Chúa Kho của tỉnh Bắc Ninh ạ. Xong rồi hôm nay với có giờ với có thời gian. Chị đấy em phải quay lại em đón đường thầy em mới quay lại chứ. À mua mâm mạ lên để nhập kho cho chú á. Đây cô. Cô lấy mâm xanh hay mâm vàng nào? Đây. Rồi thôi, mâm như vậy. 400 quả. Ôi trời. Chê. Đây cô. Nào cô mua mâm đi. Đây là tại đang vào đền cổng đền của Bà Chúa Kho ạ. Đẹp lắm mọi người ạ. Đầu năm mà đi Bà Chúa Kho tiền lộc là cả năm phát đạt luôn. Em có rồi chị ạ. Em có rồi chị ạ. Đẹp lắm mọi người ạ. Đầu năm các gia chủ đang đi xin lộc của bà rất là nhiều. Hôm nay thì em đi khá chỉ là xa. Trước là em về đền Bà Chúa Bói, Chúa Nguyệt Hồ ở Bắc Giang. Bây giờ bọn em đang quay về. Thế em đang live stream đi. Em tạm kết thúc cái đoạn phát live stream này, chú em sắp lễ nhá. Chắc là trong đây có hương như. Quá mà. Đây có hương, mình quá hương. Khổ mình quá mà. Đây.